cái lúa mít này nè, chúng ta thu hoạch vào trong cái tháng 3 hay bà con ha. Giờ con tháng 3 đó thì bà con thấy trái của này nó cũng lớn rất là đẹp luôn. Thì vừa rồi đó thì ngày hôm nay thì Kia vô thăm cái vườn mít chúng ta trồng sen sầu riêng nè bà con đó. Thì được chủ đầu tư ha, chúng ta là chuyển đổi từ cái vườn mít lớn tuổi, chúng ta chuyển về chúng ta trồng sầu riêng đó. Thì về cái lứa mít này nè bà con, cái lứa mít này thì anh ăn một đợt mít này nữa thôi đó, là anh sẽ chuyển đổi qua cây sầu riêng luôn đó. Thì bà con thấy ha, thì hàng năm thì anh chuyên canh về cây mít đó. Thì anh làm xử lý trái theo cái mùa nghịch đó. Thì năm nay bà con thì đối với cái vườn cây của anh Minh này đó, thì ảnh bị mít cái bị hao hụt cũng khá nhiều đi đó, thì cho nên là ảnh chuyển qua ảnh trồng cái sầu riêng đó. Thì từ đó là ảnh khai thác ăn trái chuyền qua năm luôn đó. Thì bà con thấy ha, thì cái lứa mít này nè, chúng ta thu hoạch vào trong cái tháng 3 ha bà con ha. Giờ con tháng 3 đó, thì bà con thấy trái của này nó cũng lớn rất là đẹp luôn. Thì vừa rồi á bà con thì anh cũng xử lý cái bộ ba làm bông đó, bộ ba làm bông luôn đó. Bắt đầu là anh ăn trái tiếp tục luôn đó. Thì cái năm rồi thì cái vườn này là anh thu đâu đó là 30 tấn rồi con, 30 tấn. Năm rồi anh để trái cũng khá là nhiều đó, thì năm nay anh ăn thêm một vụ trái nữa, cho nên là anh để trái thì bà con thấy nè đó, anh để trái cũng khá là nhiều luôn nè đó. Nhưng mà về cái dinh dưỡng á thì anh cũng rất là cân nhắc luôn đó. Thì về cái tưới dinh dưỡng là anh tưới cái xô Mat Isuren cộng với cái humic cho băng gon và anh gãi phân 20-20-15 đó. Của công ty BO Sa Băng luôn đó. Thì bà con thấy ha, thì gai nó nở cũng khá là ok nè. Phân anh gãy còn nữa nè bà con đó, phân anh gãy nè, anh mới gãy ở đâu hôm qua bà con ơi đó. Thì bà con thấy nè, khi mà áp dụng đúng theo cái quy trình về cái chế độ dinh dưỡng mà người ta cung cấp cho chỗ trái á, thì bà con thấy trái nó lớn rất là đều luôn, rất là nhanh luôn, gai nở rất là đẹp đó. Thì bà con thấy đó, đây những cái lứa này thì sẽ thu hoạch tháng 3 thôi đó, tháng 3 thì là hết trái rồi đó. Thì bắt đầu là anh sẽ đốn mít là anh sẽ chăm sóc lại cây sầu riêng như này nè bà con. Sầu riêng này anh trồng hơn một tháng rồi ha bà con ha. Đó thì cây nó phát triển, sinh trưởng phát triển cũng khá là tốt đây đó. Rồi chúng ta đi về dài ra đây nữa bà con ơi. Mít bữa nay khá là đẹp, gai nở rất là đẹp luôn. Đây thì bà con thấy gai rất là sáng luôn. Nó thì Kia cho anh phun cái nuôi mít nhỏ, tẩy da lưu da cám và cái canxi bo. Thì bà con thấy nè, gai trái này thì chắc ăn là vô mít nhất rồi bà con. Đây bên đây nữa nè, này trái rất là to luôn nè, gai rất là sáng luôn nè bà con. Khá là tuyệt vời bà con ha. Chắc ăn là vô mới nhất luôn rồi. Trái này thì khỏi chê bà con ơi. Trên màn hình thì Kia có để lại hai số điện thoại đó bà con. Quan tâm thì bà con hãy gọi điện thoại trực tiếp cho Kia bà con ha. Thì cái mùa nghịch năm nay á, thì Kia sẽ bắt đầu sẽ làm hoa làm trái cho tất cả quý bà con vườn mít ruột đỏ cũng như là mít thái siêu sớm chăn ra da xanh. Thì cái khoảng thời gian thì Kia sẽ đâu đó thì sẽ bắt đầu khoảng 15 tháng giêng tới đến 20 tháng giêng mà con đó, thì Kia bắt đầu Kia xử lý ha. Thì cho nên là những cái vườn mà của bà con hiện tại giờ á, là cái thứ nhất là về bà con xác định về cái bộ lá ha, cái bộ lá của nó là chưa được đầy đủ được cái bộ lá chưa được xanh tốt đó. Thì bà con cứ là gì, là sẽ chăm sóc, sẽ bón phân vô cho Kia ha, lấy là một cái cơi đọt để cho nó hoàn chỉnh mà con, để cho nó đủ lá. Từ đó chúng ta xử lý hoa, xử lý trái, mùa nghịch nó mới đạt hiệu quả bà con ha. Cho nên là bà con lưu ý cho Kia về cái bộ tàn bộ tán của lá.
cây mà nó bị suy quá, lá mà nó thiếu lá quá bà con đó, thì khi mà bà con làm hoa làm trái nó ra đó bà con ha, đó, là gì, là nó không đủ sức đó, nó không đủ sức mà để nuôi trái, tất nhiên là cái bộ lá của cây nó còn thiếu, nó không đủ lá để quang hộp mà để dẫn cái dinh dưỡng đường bột vào để nuôi trái đó, cho nên là bà con lưu ý cho kia về cái bộ tán bộ tàn của cây ha bà con. Rất là quan trọng luôn, về cái năng suất đạt hay không là chúng ta sẽ nhờ vào cái bộ lá của cây đó. Thì Kia sẽ bắt đầu là gì, là sẽ cho bà con chúng ta sẽ tạo một cái cơi đọt rồi đó. Thì đâu đó thì khoảng tầm 15 tới 20 âm lịch tới đây thì bắt đầu là Kia là gì, là sẽ cho tiến hành là chúng ta xử lý phun tạo mầm luôn. Đó, thì còn các bước về cái xử lý tạo mầm gốc nè, rồi tạo mầm trái nè, thì ở video tiếp theo ha, bà con thì Kia cũng chia sẻ cho bà con chúng ta để cho bà con chúng ta có cái kiến thức cơ bản bà con, cái kỹ thuật cơ bản ha, để cho bà con áp dụng vào cái vườn của mình. Nói chung là năm nay thì so với cái năm rồi bà con thì cái thời tiết nó khác hơn năm rồi. Thì Kia sẽ đưa ra một cái công thức cụ thể cho bà con ha, ở cái video tiếp theo. Còn video này thì Kia cũng vẫn chia sẻ cho bà con chúng ta về cách mà chúng ta chăm sóc mà cái mít ở cái giai đoạn mà trái nhỏ như thế này, để cho mà về cái dinh dưỡng bà con, để cho nó lớn trái được đồng đều nè. Thứ hai nữa là gì, để cho cái gai nè, cái gai nó sáng nó đẹp đó, sáng nó đẹp nó mới đạt được cái tiêu chuẩn mà để gọi là xuất khẩu đó bà con. Đó thì tình hình cái giá mít hiện tại nó cũng còn cơ bản là cũng còn ổn đó bà con ha, cho nên là bà con gắng cố gắng chăm sóc vườn. Những vườn nào bà con để trái chiền như này nè thì bà con hãy chăm sóc ha, để cho trái cho nó đẹp bà con, trái nó đẹp vô được mít nhất, được nhiều hơn nó mới đạt được cái sản lượng cũng như là về cái giá cả hơn bà con ha. Thì cái vườn này cũng khá là đẹp đó, cây này bị xì mũ rồi nè đó, bà con thấy đó, thì cũng xì mũ cũng khá là nhiều rồi, cho nên là ảnh chủ vườn đó, ảnh mới trồng sầu riêng bà con. Đây xì mũ nữa nè, cây này hôm bữa có mấy trái nè, nó xì mũ rồi, anh cắt trái hết rồi bà con đó, bà con thấy ha. Đó tới thì trên màn hình này Kia có để lại hai số điện thoại bà con, hãy quan tâm thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho Kia bà con ha. Thì mùa vụ cũng đã cận kề rồi, làm hoa làm trái cũng sắp đến ngày rồi, cho nên là bà con điện sớm cho Kia đó, thì Kia cũng sắp xếp cái thời gian bà con để đến tận vườn bà con như thế này, để chia sẻ cho bà con tại vườn, để cho bà con nắm vững vàng hơn về cái kỹ thuật cũng như là cái công thức mà chúng ta phối trộn mà cái dinh dưỡng nuôi trái cũng như là dinh dưỡng để tạo mầm, để chúng ta xử lý hoa mùa nghịch, để cho nó đạt cái hiệu quả hơn nha bà con nha. Đó thì Kia xin tạm kết thúc video đây, và hẹn quý con lại một video tiếp theo vào 18:30 hàng ngày ha quý bà con nha.